Dạ, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình về một lô hàng của Boss và mã này là mã cao nhất hãng nha anh em. GDX 18V-1860. Thì cái hàng này ở Việt Nam, cái body giá của nó là trên 6 triệu. Rồi, shop Tùng xách tay từ Mỹ về, giá của nó là 3 triệu mốt. Còn những anh em nào quan tâm đến máy, pin và sạc thì giá của nó là 4 triệu 9, bao gồm có một máy, một pin, một sạc. Rồi, boss này nó vừa bù lông và vừa vít luôn, động cơ không chịu than. Và nó mới nhất hiện nay, đẳng cấp nhất hiện nay của hãng boss nha anh em. Cái này nó mở được xe hơi, mở được xe máy ha, lòng máy giặt mở được luôn. Mở được xe Fortuner, ok luôn. Rồi, lực của nó là 200. Em này nó là GDX 18 1860. Nó sản xuất tại Malaysia. Đây, hàng Mỹ về có CSA ở trên này, CSA ha. Rồi, nhớ anh em like giúp em một like. Anh em nào fan bot nhớ like giúp em một like ha. Rồi, cái thân máy này của hãng bán trên 6 triệu cái thân máy thôi. Còn bên Tùng bán là 3 triệu mốt. Giá thì bao thị trường nha anh em. Rồi nó mở ra một cái cổng là mở ra cổng on khay. Cái boss này nó có cái dây đi theo kèm. Động cơ không chịu than. Anh em vừa có muốn vặn vít và vặn vít luôn và vừa muốn dạng bù lông thì dạng bù lông luôn. Nó là hai trong một. Rồi ở đây thì nói chung là nó đầy đủ hết ha anh em ha. Có móc đeo, đỡ đeo trên cao và có bốn cái vít theo kèm. Cộng với catalog đầy đủ, bốn vít theo kèm và tốc độ của em này cũng khá là cao ha, tốc độ lên đến 3.400 vòng trên phút, tốc độ khá cao và nó giá 4 triệu 9 rồi, bao gồm có một máy, một pin, một sạc, có cái điều chỉnh mode ở đây, đó, đây là shop Tùng, Tùng dán cái này đây. Đây. 1 2 3 nó có 6 cái cấp độ ha. Rồi, Tùng sẽ test cho anh em xem. Cái dòng này là siêu tiết kiệm pin. Cái màu này khá là đẹp ha. Và boss này khá là êm. Rồi, đây 1. Cái này là A này, A1 ha. A thì mình điều chỉnh chỗ này. Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Rồi, số B ha, số B. Mình chuyển qua B. Đang là không tải ha. Nó chuyển qua màu vàng đang không tải ha. Rồi, số 1, số 2, số 3. Có nghĩa là 6 mode điều chỉnh luôn ha anh em ha. Dòng này dòng cao cấp hơn, 1860. Cao cấp hơn dòng 1800C. Rồi, những anh em quan tâm liên hệ 0962232180 và em Tùng có cái là Shopee và Lazada anh là và web khoanpin.vn. Những anh em nào quan tâm liên hệ em 0962232180 và hàng mới hết ha anh em ha. Cảm ơn anh em.